Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Từ đầu tháng 5 cho đến nay, nạn châu chấu bùng phát mạnh tại Nghệ An đã khiến cho nhiều diện tích trồng mét bị thiệt hại. Từ những khu vực trồng tre mét xanh mướt sau một vài ngày bị châu chấu tấn công đã trở nên trơ trụi. Dịch châu chấu nguy hiểm ở chỗ khi mà điều kiện thức ăn khan hiếm, chúng sẽ tập trung thành các đàn lớn để di chuyển và có thể bay xa tới 150 km một ngày và bay ở độ cao dưới 2.000 m so với mực nước biển. Và nguy hiểm hơn là không chỉ tại Nghệ An, hiện nay thì châu chấu còn gây hại 172 hecta tre, luồng, vầu mét ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tăng 64 hecta so với tuần trước, với mật độ phổ biến từ 50 đến 100 con 1 m2 và nơi cao là từ 300 đến 500 con 1 m2. Để đối phó với dịch châu chấu, bà con có thể dùng vợt bắt thủ công đem đi tiêu hủy hoặc áp dụng biện pháp phun thuốc hóa học để tiêu diệt. Bên cạnh đó thì bà con cũng có thể phun trừ châu chấu bằng thuốc bảo vệ thực vật dạng nước hoặc là dạng khói tại các cánh rừng, khu vực ven rừng, đường đi, đồng ruộng hay là trên nương, nơi mà châu chấu xuất hiện và gây hại với mật độ nhiều. Bà con cần phải phun thuốc theo hướng dẫn trên bao bì và nên tổ chức thành các tổ đội dịch vụ phun tập trung, cuốn chiếu từng khu vực vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát và tránh để chúng phát tán gây hại trên diện rộng sẽ rất khó để kiểm soát. Bà con cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun trừ và phun đồng loạt tập trung. Trong khu vực phun thuốc thì tuyệt đối là không được chăn thả gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, tổng diện tích chè toàn miền Bắc hiện nay đã đạt 86.000 hecta. Cây chè đang cùng lúc bị bọ xít muỗi, bọ cánh tơ và nhện đỏ gây hại. Để phòng ngừa và hạn chế sâu hại trên chè, bà con nông dân cần phải chăm sóc cây khỏe, bón phân cân đối, giữ ruộng sạch cỏ, tránh trồng sen hoặc là xung quanh ruộng các cây ký chủ và là nơi cư trú của bọ xít muỗi. Bà con cũng cần phải hái chè đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, tránh búp chè ra đúng thời điểm nhện đỏ và bọ xít muỗi, bọ cánh tơ ra rộ sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng của búp chè. Bà con sử dụng cây tre mát tưới phun mưa trực tiếp vào bút chè để hạn chế sâu bệnh hại chè và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên chè. Thời tiết tại các tỉnh Bắc Trung Bộ tuần này có mưa rào và dông rải rác. Trên cây lúa thì toàn vùng đã gieo cấy được 48.000 hecta lúa hè thu. Khu vực này phát hiện là chuột và ốc bươu vàng đang phát sinh và gây hại trên lúa mới gieo. Bà con cần phải sớm triển khai công tác diệt chuột, ốc bươu vàng trên lúa vụ hè thu mới gieo cấy bằng tất cả các biện pháp, trong đó thì sẽ ưu tiên biện pháp thủ công và sử dụng các chế phẩm sinh học. Thời tiết khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng nóng gay gắt, có mưa rào và dông rải rác. Diện tích trồng thanh long trong vùng đã đạt 28.000 hecta, trong đó thì 1.600 hecta nhiễm bệnh đốm nâu, tăng 430 hecta so với tuần trước. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt thì bệnh đốm nâu sẽ gia tăng gây hại ở những vườn thanh long rậm rạp, bón phân không cân đối. Vì vậy mà bà con cần phải thực hiện tốt quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long của Cục Bảo vệ Thực vật bằng cách là tiến hành vệ sinh vườn và dọn sạch cỏ dại vào đầu mùa mưa. Bên cạnh đó thì cũng cần phải cắt bỏ cành cũng như là quả bị bệnh, thu gom lại và xử lý tiêu hủy bằng chế phẩm sinh học, không để lại tàn dư trong vườn trồng để tránh lây lan nguồn bệnh. Bà con cũng nên bón phân cân đối, tránh bón thừa phân đạm. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường lượng phân lân và kali, phân hữu cơ hoai mục để tăng sức đề kháng cho cây thanh long. Và cuối cùng là tại khu vực Nam Bộ với thời tiết trong tuần phổ biến chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Toàn vùng đã ghi nhận 2.100 hecta trên tổng diện tích 180.000 hecta điều bị bệnh thán thư và tăng 240 hecta so với tuần trước. Để quản lý và phòng trừ bệnh thán thư hại điều, bà con cần phải tỉa cành tạo tán cho cây, thu gom và tiêu hủy các cành, lá, trái bị bệnh để tránh lây lan. Bà con cũng không bón quá nhiều phân đạm và tăng lượng phân kali vào thời kỳ cây điều ra đọt non, chồi hoa và quả non. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hàng năm để trừ bệnh thán thư và phải theo nguyên tắc 4 đúng. Lưu ý là trong trường hợp mà bệnh thán thư phát triển mạnh kết hợp với gặp điều kiện ẩm độ cao, sương mù nhiều, bà con cần phải tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh và không phun thuốc trước 10 giờ sáng để hoa điều thụ phấn. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.